bằng lá các bạn thấy không. Đây. Bây giờ là mình cho anh lên bắt lo luôn các bạn. Ảnh đem mầm ra rồi nhưng mà mình vô mình thấy cái dạng lá này nó tới rồi, mình cho lên bắt lo luôn nha. Xin chào các bạn. Đó, thì các bạn thấy nè, cái dạng cây của anh khách mình ở trong trong phong điền, ở trong phong điền. Đó, hiện tại là như vậy rồi. À, lên tạo mầm lần một các bạn. Mình cho tạo mầm lần một là gồm gì? À, bò tím nè, lân 86 và ức chế độc. Đó. À, bữa nay hôm nay mình vô lại là anh vô được, anh lên được 7 ngày rồi các bạn. Các bạn thấy cái dàn lá nó cứng lên thấy chưa? Đây nè. Lá này các bạn, nó dày ha, dày cui vậy nè. Cứng lên nè. Đó, ở ngoài thì cái lá bắt đầu ánh tẻ nó dày từ từ. Bây giờ mình vô mình coi, đúng ra là bữa nay là lên mầm lần 2 nha. Mình lên mầm lần 2 thì cũng như cái cũng như các anh em khác thôi, nhưng mà mình định vô mình vô mình thấy cái đọt như thế này là mình cho chế một chút xíu nữa. Ngoài lần 2 là mình cho sử dụng là cái lần xanh, cái không muốn mừng và cái tàu mầm, cái bộ của công ty DBC đó. Hiện tại nó mới chịu nổi rồi các bạn, bộ này mới chịu nổi thôi. Có thể là mình vô mình coi cái đọt nữa các bạn coi nè, các bạn xem nè, cái đọt của nó nè, nghe chưa? Đây mình cho đây cho các bạn xem rõ hơn nè, cái đọt của nó nè các bạn thấy không? Đó, và rồi nó búp nữa rồi nè, thấy chưa? Cái đọt này á, nếu mà các bạn mà cứ để lại mà các bạn lên mầm lần nữa là đi đọt nữa, thì nó chỉ có một nhánh thôi các bạn, đa số chỉ nhánh thôi. Đó, cái đọt này nó sẽ đen lại nè, lần đầu đó các bạn, bởi vì cái thời điểm mà mình lên tao mầm nó cũng quan trọng lắm. Khi mà nó trước cái này là mình cho anh lên tao mầm nè, đó. Mà một tuần mà bữa giờ ngày nào mưa chứ các bạn, dàn lá các bạn thấy không. Đây. Bây giờ là mình cho anh lên bắt lo luôn các bạn. Ảnh đem mầm ra rồi nhưng mà mình vô mình thấy cái dàn lá này nó tới rồi, mình cho lên bắt lo luôn nha. Chỉ xịt trong nhánh nha các bạn, trong nhánh dưới mặt dưới, mặt dưới nhánh đó. Hiện tại nó còn một số cây lú đọt nè, thì tại vì nó chưa có đủ, nó vô cái lũ lá cái dàn bên đây thì nó sẽ ở đây, còn những cái dàn kia thì nó đã đều hết rồi nha các bạn. Bạn thấy dàn cây khủng không? Đó, nó thẳng tắp gì luôn các bạn, nó đều, nó xanh hết trơn các bạn thấy không? Lần mà nó lên tới nó không còn tái nữa. Cái vườn này là mình cho đóng 1 kg lâu lần. 1 kg tới 1 kg 2 lần tao mầm nha. Lần tao mầm nha các bạn. Là nâng 52% lần hữu hiệu nha. Không đổ bắt lo ha. Không đổ bắt lo trong lần. Kali trắng thì mình cho đóng 600 gram. Các bạn thấy đóng kali trắng xong rồi các bạn thấy cái đọt nó còn muốn nhóm chứ đừng có nói mà không có đóng kali trắng. Mùa mưa này các bạn thấy chắc chiều là mưa cứ chiều không à. Đó, bạn nghe bơm nước rồi, tiếp bơm nước rồi. Đó thấy rồi. Nó đều tầm tắp như thế này nè. Cái vườn này 50 cây. 50 cây. Đó, nó xanh phải không? Bởi mình vô mình quyết định mình cho lên bắt lo luôn. Tại vì á mình tạo mầm lần một rồi nha. Sau khi nó bắt lo chừng 5 tới 7 ngày mình cho tạo mầm lần nữa, mình cho cắt chèo. Đó, cái chèo bên trong nè. Các bạn thấy không? Nó đã nở hết lá rồi nè. Nở hết lá thì nó không còn mà ra đọt được nữa. Ở trong đây. Thì có một số cái chèo. Bây giờ hiện tại là 8 giờ rồi, hơn 8 giờ rồi. Thì mình sẽ đợi, mình sẽ kêu ảnh đợi cho nó ráo đi. Rồi mình mới cho lên bắt lo. À, lúc đó nó sẽ thấm thuốc vô nhiều nhất. Nha các bạn. Bạn đừng có lên sớm quá. Nào. Dạng lá này lên bắt lo xịt kỹ chút xíu, bắt lo nó quan trọng các bạn. Mùa mưa nè, mình làm này bắt lo nó quan trọng lắm. Thôi mình xịt kỹ chút xíu ha. Bạn mà xịt không kỹ thì nó sẽ nhóm đọt nữa. Bởi vì chúng ta phải kỹ mới được. Đây, giờ các bạn. Đây, lá rất là đẹp. Con thấy là lần cứng luôn các bạn. Đây nè. Đó, thấy chưa? Con lá nè. Chỉ nó chưa có giòn thôi các bạn. Nó chưa có giòn thôi, là mới lên mầm có 7 ngày. Đó, nhưng mà được cái là
cái đọt nó đã đen lại nè. Đó, các bạn thấy không? Một số bọ anh cứng nó cắn nhưng mà cái đọt nó đã đen lại rồi, như vậy là được. Bít cây không, như vậy là đủ tiêu chuẩn nha các bạn, như vậy là đủ tiêu chuẩn, đủ tiêu chuẩn để mà mình làm bông rồi. Đó, như vậy là được rồi. Đó, lân kali đóng đầy đủ hết trơn, thấy không? Một quy trình làm rất là bài bản chứ không phải là mình đã từng làm một cái vườn ngang là không có đóng lân ác các bạn, xì đọt nữa, xì đọt nữa, thuốc cỡ nào ấy cũng xì đọt nữa các bạn, mưa quá mà. Đạm quá cao mà. Xì đọt nữa. Đó. Đó, thì mình xin chia sẻ với các bạn là lần cao mầm lần 1 là có cái gì nè, để cho mời thành đất các bạn, lần cao mầm lần 2 nó bắt lo. Đó, bắt lo nè, bắt lo mình lên như thế nào ha các bạn, những cái vườn này mình có thể lên bắt lo 15 các bạn, mình có thể lên bắt lo 15 bình thường, đây là một bộ lo 15 nè. Đó, nhưng mà nó sẽ có cái ưu điểm, những cái nhược điểm riêng, nhưng mà mình thấy là cứ lên hợp lý, bắt lo 15 hợp lý là tương đối tốt ha. Còn một số vườn mình sẽ cho lên bắt lo 15 luôn như thế này. Đó, cho các bạn xem tổng quan cái nữa rồi ha, mình xin chia sẻ cái quy trình mà mình làm gì đó là từ đầu cho tới bây giờ. Rồi xin chào các bạn, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.